Vỡ à? Ôi vỡ dài các bạn ạ. Mình nghe vừa nghe một tiếng nổ gọi là cũng không lớn lắm nhưng mà hình như là vỡ dái. Phải không? Hay vỡ tim? À vỡ dái thật. Đúng là người ta nói là có câu là vỡ dái. Vỡ dái nhận nó nổ to. Chào các bạn biết cái này là cái gì không? Đây là toàn bộ cái gan này. Đây là quả cật. Quả cật nhá. Đây là quả tim. Tim gà đấy. Và đây, quan trọng là anh em mình kiếm được mấy cái quả. Là quả dái đấy. Dái gà đấy. Thì hôm nay hai anh em sẽ chế biến cái món tim gà, dái gà và gan gà nướng. À, tại cái vị trí ở đây. Hai anh em mình sẽ nướng ở cái vị trí kia các bạn kìa. Út đang lấy mì chính một canh rồi. Này, tí nữa mới gầy bếp. Một rổ luôn nhá. Mình sẽ chuẩn bị ướp gia vị. Cái này thì chắc phải trộn gia vị luôn ở đây thôi. Kiếm được bấy nhiêu cái dái gà này, tim gà, cật gà này, thận gà đấy. Với lại gan như này là cũng không đơn giản đâu các bạn ạ. Mình phải đặt đấy. Thì mới nhận được bấy nhiêu thôi. Hôm nay sẽ là một cái bữa ăn rất là ngon. Ăn tim thì bổ tim, ăn thận thì bổ thận, ăn gan bổ gan và ăn dái thì bổ dái luôn ạ. Này có cả dái gà mà. Giờ mới ngủ dậy à? 2 giờ mới ngủ dậy á? Phải ruột không? Phải gì đấy? Đâu? Mỡ nó mà, mỡ gà. Hả? Mỡ mà. Cái nó ở đây nó bọc quả tim đấy gì? Bọc quả tim bên trong đây. Giờ Út sẽ tiến hành là tẩm ướp gia vị hay là gọi là trộn gia vị đấy. Dái nó thì ô nặng chứ. Mấy lạng cơ mà. Hàn một rổ luôn. À hàn một một âu tử tế mà. Chờ đấy đổ ra luôn. Đổ ra đây mà ấy mà gắp cho nó chọn, nó gắp cho nó dễ không đổ à? Xiên à? Bây giờ là tiến hành là đây là dái. Hai quả dái đấy, ăn dái bổ dái. Hai quả này nó có màng ấy. Con này thì nó nổ cả dái luôn đấy, hướng đó. Nổ dái á? Nổ không? Ôi như thế có xoay được không? Tí này, hòn này, mấy cái này. Mấy hòn á? À? Nhiều hòn chứ. Chắc phải đến 5-6 hòn dái đấy. Cả các loại nhỏ nhỏ ấy. À tìm đấy hết để làm một một xiên. Đấy, đấy hai quả cái gì đấy? Nát này.
Kia có hai quả kia kìa, đấy đấy đấy. Trên hai cái mà lại tút ra. Đúng rồi. Ôi, nát rồi, Nát nát giá cho các bạn ơi. Giái này nó dễ nát thế nhỉ? Động một tí nó đã vỡ rồi. Chứng tỏ nó dễ vỡ. Xin mấy quật. Hết rồi. Hết rồi, đây. Biển còn một hộp. 2, 4, 6, 8, 9 quả. Có 9 quả giái thôi. Ai, may quá được 10 quả các bạn ạ. 10 quả, một quả nát nữa. À, chỗ này là... Đây này, 2 này, 4 này, 6, 8 này. Đấy, 2, 4, 6, 8, 10. Cho thêm quả cho tim thêm vào đây. cho mấy quả tim vào đây nhỉ, Ừ. cho lều này nhỉ, Cái nó tí nó co lên chứ. tim Đây, chỗ này là 10 quả quả giái với lại tê tim với lại cần. Đây, 11 quả chứ. Tí hai anh em mình ăn no à, thoải mái. ôi cái này. Đây là cái xiên 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 đầu tiên các bạn này. Đây. Cực ngon này, cái món này không phải đơn giản đâu. Để đây để tí nữa để sang bên kia để nướng. Còn cái đấy là gan đấy. Cái gan thì gắp à. Cẩn thận mà rơi nhé. Tắt lên. Còn lại cái tua đâu. Đây là cái gắp thứ hai các bạn này. Cái này toàn gan thôi. Câu câu là thương cho ăn tiết, giết cho ăn gan ấy, nhưng mà hôm trước xem tivi không phải đâu đó. Ăn gan là nhiều chất đấy. Đây, để đây. Cái này làm cái xiên rồi. Thế phải cho làm xiên thôi. Giống này phải xiên mà. Còn bấy nhiêu nữa nhưng mà không gắp nổi các bạn. Làm xiên mới xiên được. Đặt đâu đấy mà nướng thôi, ngoài than ra thôi. Đây là hai gắp đầu tiên này. Cái này là gan, bên trong này là giái này, giái với tim. Trên này có khi lại nhiều nhất đấy nhỉ. Ồ còn nhiều gia vị thế, cuối đây. Chỉ được có 3 xiên thôi. Vỡ à? Ôi vỡ dài các bạn ạ. Mình nghe vừa nghe một tiếng nổ gọi là cũng không lớn lắm nhưng mà hình như là vỡ giái phải không, hay vỡ tim à? Vỡ giái thật, đúng là người ta nói là có câu là vỡ giái. Vỡ giái nhận nó nổ to. Không cho nốt cả cái xiên giái ra trong, cho cái xiên mới vào trong ấy. Chỗ này thôi nắng đủ mày đấy, nhâm nhi ấy. Từ từ thôi. Xoay đi. Cho cái này vào trong này. Ừ. Khả năng là cũng cái này có khi đã chín rồi. Chỉ còn có cái hai cái xiên trong thôi. Thank you.
lại vỡ tiếp luôn, lại vỡ dài tiếp. Công nhận dài này dễ vỡ thật. Ôi, có mấy quả dài to thì vỡ hết rồi. Nổ. Còn có mấy quả nhỏ này không vỡ rồi. Rơi mất một miếng của hòn dái đây rồi. Ôi, ăn được mà Út. Đây. Chưa chín nên kiểm tra thử xem. Sắp chín rồi đấy các bạn ạ. Chuẩn bị mang ra để ăn thôi. Để Út đi chặt cái lá chuối. Hấp dẫn chưa các bạn? Đấy. Léo được một tí xem. Ôi chà ra này. Ngon chưa? Thơm. Chín rồi. Để mang sang đây nhé. Mang sang đây ạ. Và ăn dái gà đã. Về làm gì? Chén đã. Chín rồi các bạn ạ. Bây giờ mang ra để ăn thôi. Anh ơi sang để ăn thôi. Bây giờ rót rượu ra đi. Rượu này là rượu đầu tiên này. Đầu tiên các bạn. Đầu tiên hôm trước anh em mình uống ở đây đấy. Này mang ra để uống tiếp. Sang để ăn thôi anh. Đây cái món dái gà của anh em mình đấy. Thực sự em lâu cái này nè. Lâu đi. Nổ hết. Uống rượu không? Dái thì nó nổ hết rồi, còn có cái kia nổ nữa. Ấy cái dao đâu nhỉ? Đấy dao đây. Anh bất lão này. Từ từ đấy chị. Đây dái, có mấy quả dái thôi nhưng mà có mấy quả dái thôi nhưng mà vỡ hết rồi các bạn. Đây. Vỡ hết rồi. Đây chị Huệ lau cái này, cái đầu đấy đi. Còn đây là cật này. Tìm cật tìm cật với lại cật gà với lại tim gà đấy. Thì còn gan ở đây. Vâng. Cái này gà công nghiệp. Chắc là gà công nghiệp nó mới to. Đâu, gà ta nhưng mà nuôi. Nay ăn luôn ở đây thôi. Ăn sáng luôn đấy, cái này gọi là bữa sáng đấy. Sáng nay có gì ăn đâu. Đây, đưa dẹo cho. Đây. Chú đi đâu rồi chứ? Đi đắp bờ ruộng. Phần ngon quá nhận mai ấy. Đây. Nóng nhá. Ủa đây, cái nào? Thôi, dụ, mời các bạn đi. Bây giờ là ăn sáng, ăn sáng. Ngon nào ngọt, thế là bữa ruộng mới chạy. Ăn đi, ngon lắm. Ủa ngon thế. Mấy khi mới có. Đào tiên đấy. Ngon các bạn ạ. Cái chú này. Đây, nhìn hơi thâm thâm thôi nhưng mà màu nó hơi xấu thôi nhưng mà không phải là cháy đâu. Đấy, nước chấm gì đây. Mình thử một hòn dái xem nào. Đây. Cốt 1 bạn, rượu này á. Đây là dái này. Cốt 1, cốt 2 à. Thứ hôm đái ăn sơn mới. Ngon. Không tin em suốt vào. người nổi tiếng này. Thật đó bạn, lâu nó không biết. Nó bảo là làm với anh diễn viên. Chuyển sang một quả tim. Qua tiếp viện thấy. Đây. Quay làm cái chuối à, thế không ngầm để mình chuyển sang một quả tim. Vâng. Âm về đây. Âm đấy này ạ. Quả tim các bạn. Anh dám mà quan. Ngon. Không phải. Ra đây quan chén nào. Ông bán cái gì mà đi vô chợ này nhé. Anh làm dái gà với lại tim, cật, gan, toàn thứ ngon thôi. Sao đi. Dạ. Lúc nướng thì ít người nhưng mà hôm nay lúc ăn lại vui quá các bạn. Tôi làm chén nữa đi nhỉ. Làm cái rồi. Đây. Út làm chén đầu tiên này. Ai rồi. Ai rồi. Ai rồi. Lại mà chén nối chết. Chén nối. Ngon quá. Chuyển sang quả cật này. Ăn đi. À cay cùi. Bắt chuối là bò. Đây kẹo tụ rượu. Ngon. Ăn đây ô cay cơ nhỉ. Cay khó chịu. Thơm không đó? Rát đây. Làm một ngày rát hả? Ừ. Chén nữa đi. Cố nhỉ. Mình có còn máy không ấy chứ. Thế này là tí nữa anh bảo cậu là cậu lấy máy nó hỏng rồi. Nốt trên này mình xin phép dừng máy để xử lý nốt chỗ này là các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nào. Không làm tí này. Thơm quá này. Ngon. Mất phần bác à. Còn tim với cật với gan thôi. Trái thì còn có 12 quả tranh nhau ăn hết rồi. Mà nó nổ hết đấy.
Nè, làm đi. Nha. Đi đâu? Đây. Chào buổi sáng nha. Để chào buổi sáng thôi. Hơi sẵn xong rồi, còn lo gì nữa. Đã xong đâu? Mấy giờ? Chín hơn. Tối nay lên video hay lắm. Nọ bắt được lương chừng nè. Lương chừng. Hôm nay có món lạ cho lại gọi. Có 8 con. Không uống sữa chết à? Thì cháu đi xe máy. Đi Hà Nội.